Kênh Hai Lúa Săn Bắt chào các bạn nha. Thì bữa nay đi thăm bẫy rắn nha các bạn. Hôm mình gài cũng được 5 chuột các bạn ơi. Mấy chuột cũng nhỏ nhỏ các bạn. Lúa các bạn. Rồi giờ mình đi thăm bẫy nha các bạn. Mấy nay trời lạnh quá không biết rắn có đi không các bạn ơi. Rồi mình thăm cá đầu tiên các bạn. Ta đang xịt thuốc các bạn ơi. Rồi nước ngập rồi các bạn ơi. Rồi thấy cái đùi các bạn không biết bự không. Rồi cũng nặng các bạn ơi. Rồi bành kia các bạn ơi. Rồi cá đầu tiên có hàng các bạn. Ủa, chà bá các bạn ơi. Rồi mình kiếm chỗ nào mình đổ con rắn này ra các bạn ơi. Chỗ này người ta xịt thuốc nha các bạn. Cá đầu tiên có hàng các bạn ơi. Đây bạn rắn nè các bạn. Con đầu tiên các bạn, cái đầu mà có hàng nha các bạn. Tới bẫy tiếp theo các bạn, bẫy này dính hơn ngựa nhỏ hả các bạn ơi. Nhà tay các bạn ơi. Rồi dính nhỏ xíu. Rồi đã cắn nhỏ các bạn. Rồi, nhỏ các bạn. Hai lạng các bạn. Rồi đổ cái này đặt lại tiếp tục quay cho các bạn xem nha. Chuột chà bá luôn. Thăm bẫy tiếp theo các bạn. Rồi có đẩy được lúa ra các bạn ơi. Mà không biết bự không. Rồi kẹp lọt ra các bạn, con nhỏ này. Hai con các bạn ơi. Có mấy con mà nhỏ xíu rồi. Lọt ra các bạn. Con này chui ra được rồi các bạn ơi. Rồi nó rút rồi. Để mình bắt con này nha các bạn. Hai các bạn. Nó mới vừa tẩu nè. Rồi thành quả bữa nay mình thăm mười mấy cái bẫy nha các bạn. Có con bự các bạn ơi. Mới vô cái đầu tiên mình dính nè. Con bự quá ngon luôn. Nay thăm không đủ chuột thăm các bạn ơi. Chết tùm lum hết trơn. Có con bự các bạn. Bao nhỏ. Đây con bị kẹt các bạn. Con này về mình cắt thơm các bạn ơi. Nay quá thất rồi các bạn ơi, mười mấy cái. Rồi hẹn các bạn ở video tiếp theo nha.